Xin chào bạn, tôi Tú. Thì video này chúng ta sẽ tới tiếp tục tới cái sau khi học xong cái shadow bạn, tôi tới cái phần mà định dạng danh sách. Danh sách tất nhiên là tiếng Anh nó là list nè. Đó. Thì bên HTML thì chúng ta cũng đã biết là cái phần định dạng danh sách rồi, ta định dạng được trong HTML đúng không ạ? Nhưng mà trong cái phần này là ta cố tình định dạng trong cái file tách riêng biệt ra trong cái file CSS. Rồi, thì bạn cứ nhớ là ta đã học HTML là danh sách có hai loại đúng không? Một loại là có thứ tự và không có tự. Có tự là cái ký hiệu đầu là O. OL là order OL đúng không? Tôi nhớ là OL đúng rồi. Order list thì gì đó. Cái thứ hai là không có thứ tự là chữ unorder list là UL. Rồi, còn cái list bên trong á là cái chữ gì bạn? Là cái chữ LI là list item á. Nhớ không? Là LI. Rồi tôi nhắc sơ lại bên HTML thôi. Còn ở trong đây á thì nó định dạng cũng tương tự vậy đó bạn. Như nè. Thì trong đây nó định dạng nó là nó giới thích cho chúng ta là có 3 thể loại. Đầu tiên bạn nhớ cái chữ chữ cái tiếng Anh à, là cái danh sách là gì, là list. Còn muốn định dạng danh sách tiếng Anh, định dạng là style, thì bạn cứ nhớ tôi lúc nào cũng vậy, muốn định dạng cái danh sách thì bạn cứ nhớ cái hai cái từ khóa này, list style style, rồi là xong. Từ đó người ta có cái cấu trúc cái ngữ pháp chung của cái này là list style, vậy là xong đó bạn. Rồi, và trong đây nó sẽ có ba thuộc tính. Hiện tại thì nó giải thích cho bạn là rõ từng cái nè đó, nhưng mà thực tế khi sau này người ta dùng á, ta không có dùng ba cái trên đâu bạn, dùng ba cái trên nó mất thời gian lắm, người ta chỉ cần dùng một cái cú pháp tổng tổng quát ở dưới thôi. Giống như những cái bài trước video trước người ta làm á, thường nó lúc là nó sẽ chia, lúc mà người ta học hướng dẫn thì người ta chia làm từng cái như nè cho dễ hiểu, nhưng mà khi thực tế người ta làm, người ta chỉ cần sử dụng cái cú pháp tổng như thôi, có người ta gọi là shorthand, nó là tốc ký á, là cú pháp ngắn gọn. Ok ha, và cái chữ tiếng Anh cũng dễ hiểu đó, như là định dạng danh sách là list style ha. Rồi, giờ người ta sẽ giải thích là tại sao nó dùng cái này. Nó là cái list style này thì nó sẽ có ba tham số, hai chấm nó sẽ ba tham số. Tham số đầu tiên là cái type, là cái loại định dạng theo theo con số, theo số tự các bạn, 1 2 4 hay là theo ký hiệu. Rồi. Còn cái thứ hai là định dạng nhưng mà không phải là số hay là ký hiệu nữa, mà nó chèn một cái bức ảnh. Bức ảnh trên cái máy tính ta vô nó làm mấy ký hiệu bạn. Nó ok ha. Cái thứ ba là định định cái vị trí cho cái ký hiệu đó. Cái gạch đầu dòng ví dụ như cái này nè. Cái số tự nè, định cái vị trí nó nằm ở đâu. Đó, chỉ đơn giản như thế thôi bạn. Ok ha. Rồi. Giờ tôi sẽ nói sơ cho bạn hiểu nè. Theo như cái loại mà type á, là cái dạng số tự hoặc ký hiệu, bạn nhìn thấy không? Số tự nè. 1 2 4 5 6 nè, hay 0 1 0 2 nè, hoặc là ABC nó, hoặc là y lớn hay nhỏ đó. Thì chúng ta chỉ cần gõ cái chữ ở phía trước là vô là xong, thấy chưa? Rồi, đó là chúng ta định dạng theo gì bạn? Theo cái con số ha, con số hay chữ cái gì đó. Rồi, còn định dạng theo cái ký hiệu là sao bạn? Thì bên HTML chúng ta đã học rồi, là có ba cái thông dụng. Thứ nhất là dạng tròn, là dạng disk, là cái đĩa. Hai, dạng circle là tròn mà rỗng bên trong. Cái thứ ba là dạng square, nghĩa là ô vuông, thấy chưa? Đó, làm ta đã xong được cái việc mà đầu tiên của cái thuộc tính trong list style rồi, là gì, là cái dạng type, là dạng ký hiệu hoặc là con số. Còn cái thứ hai dạng ảnh này nữa thì đơn giản nữa, chỉ việc là chèn cái đường dẫn đến cái ảnh thôi nè, list style image nè, hai chấm, sau đó bạn đường chèn đường dẫn là gì, url. Nó thấy chưa, URL mở hoặc đơn, đóng hoặc đơn lại là đường dẫn tới cái file ảnh là được rồi. Ok ha. Đây tôi lấy ví dụ cho bạn xem nè. Cái file ảnh này tôi cho bạn hiểu. Đây, người ta làm nè. Là cái đây là cái list, là danh sách này, thấy chưa? UL là cái danh sách, nó không có theo sắp xếp theo thứ tự. UL này đúng không? Rồi sau đó đây là những cái list, những cái thẻ list trên đây. Rồi xin đây nó định dạng trong cái UL là có gì bạn? List style image là đây. Sau đó hai chấm URL rồi cái đường dẫn đến cái bức ảnh ta. Thì cái bức ảnh chúng ta thật ra là cái hình tròn mà được dấu check nè, hình tròn xanh nè, trong có dấu check nè, thấy chưa? Đường dẫn đến một cái bức ảnh nào đó để làm cái ký hiệu ở đầu dòng. Ok ha. Rồi, cuối cùng là cái thiết lập cái vị trí cho cái đầu dòng đó là ở đâu bạn. Thì thật ra nó chỉ có hai trường hợp thôi, là bên ngoài bên trong. Bên ngoài bên trong cái content của cái khung màu đỏ này nè. Trường hợp này đang ở ngoài. Như là bạn thấy cái chấm tròn màu trắng không? Nó đang ở bên phía bên ngoài cái này là outside. Nên là bạn, outside. Còn nếu nó nằm bên trong dòng này, người ta gọi là inside. Bên trong cái khung màu đỏ đỏ nè của cái content đó ta gọi là inside, chỉ vậy thôi đó bạn. Cái vị trí nó chỉ có hai trường hợp vậy thôi. Đây ta lít vô cho ví dụ cho bạn xem hiểu nữa đó. Trường hợp ở trên là trường hợp outside nè, thấy chưa? Mặc định là nó để outside ha, là cái chấm chúng ta nằm ở bên ngoài cái content, cái khung màu đỏ nè đó. Còn nếu bạn chỉnh lại thì bạn ghi đây là cái chữ inside, thì bạn thấy cái chấm chấm màu đen là nằm bên trong cái khung màu đỏ, thấy không? Nó gọi inside inside đó, thấy chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi. Nó là cái viết lập cái vị trí cho hai cái chấm đầu dòng đó, một là outside inside, chứ chúng ta không có định được cái vị trí mà theo cái độ dài len đó bạn, theo cái pixel không được ha, cái trường hợp này không có làm được.
ta chỉ có hai giá trị là inside outside vậy thôi. Ok rồi, à, tao nói sơ cho bạn nhanh ba cái thuộc tính của cái hàng list, hàng list style nè, giới thiệu cho bạn biết nhanh vậy thôi. Nhưng mà thực tế khi ta làm á, thì ta làm cái cấu trúc mà tổng quát nhất nè, là cấu trúc mà ngắn gọn á, như ta nói ở đầu video á, là ta chỉ cần list làm cái list style này thôi. Đó, sau đó ta sẽ nhập vô ba cái tham số mà tôi mới vừa hướng dẫn các bạn chi tiết á. Là đầu tiên là cái loại type nó, là cái loại ký hiệu nó, cái loại mà cái thuộc tính đầu tiên đó các bạn. Đây là cái value đầu tiên này, là cái tile, là cái loại này nè, là cái loại là cái số tự này nè, số tự là 1, 2, 3 gì nè, hay là chữ ABC gì đó, thì bạn hãy đánh vô đây cái chữ decimal này. Ok ha, hay là đánh vô đây cái chữ là địa thể đít này. Đó là cái tile đầu tiên, là cái loại. Ok, rồi tiếp theo là cái gì bạn? Tiếp theo là cái position. Thì position này cái vị trí tôi mới vừa hướng dẫn các bạn rồi, nó có hai giá trị là outside hoặc inside. Outside là bên ngoài, chữ tiếng Anh nè, inside là bên trong. Rồi, tiếp tục là cái cuối cùng là cái gì bạn? Cái image là cái ảnh. Nó image là cái ảnh. Là trường hợp tôi mới vừa nói là bạn bạn chèn vô đây cái suột thôi. Cái chỗ ảnh là cái chỗ value này, bạn chỉ cần đúng cái là cái URL, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn ra, chèn cái suột bên trong ngoặc đơn là xong. Đó. Ok ha, cho nên tôi sẽ làm một cái ví dụ demo ở cuối cùng cho bạn xem. Cái ví dụ tổng nè, cái ví dụ này, ví dụ mà cái list type nè là cái tổng nè, chia bằng 3 thuộc tính như đây thôi. Ok ha, thì cái gạch đầu dòng đó thì cơ bản là bạn cứ hình dung là ta có thể dùng là số tự hoặc là ký hiệu, sau đó kèm theo cái vị trí là xong, kết thúc hai thuộc tính đầu thôi. Còn cái image là cái ảnh cuối cùng bạn bỏ trống ghi chữ non, non là không có ảnh. Hoặc là bạn dùng cái tùy chọn này, dùng cái tùy chọn này có nghĩa là bạn nhập vô đây cái vị trí là inside hoặc outside, kèm theo đó là image là cái nguồn ảnh đó, thì bạn để chữ URL đến cái đường dẫn ảnh, thì nó sẽ là gạch đầu dòng là một cái bức ảnh nào đó, kèm theo vị trí của bức ảnh đó. Còn cái tag đây bạn bỏ trống, nó chỉ đơn giản như thôi đúng không? Cái tag đó bạn bỏ trống đây nè, nó không có chữ non ha, bạn bỏ trống luôn. Rồi, người ta làm thử một cái ví dụ cho bạn hình dung nè. Quay lại cái bên cái file Dream River chúng ta, là cái gì ta, cái video trước ta đang làm cái phần shadow bóng đỏ, làm hai một cái đối tượng màu đỏ có hai cái bóng đỏ màu vàng với màu đen nè. Giờ ta xóa hết đi, ta làm lại cái phần xóa đi. Rồi, cái này nó thiếu cái phần thẻ đóng gì rồi, kệ đi, chúng ta sửa qua HTML làm trước đi. Rồi, thì để chúng ta có được cái danh sách đó, thì bạn nhớ không, cái cấu trúc là gì bạn? Cái cấu trúc nó là URL thôi, tôi nhớ không làm là gì. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái thẻ. Giờ bạn muốn cho nó có theo danh sách thứ tự hay không thứ tự bạn? Có thứ tự là chữ O là order list á. Rồi sau đó là bạn enter xuống dòng, đơn giản như thôi. Rồi sau đó là bạn muốn có bao nhiêu cái chấm đầu dòng á, thì bạn ghi chữ L I. Nó đóng rồi. Rồi bên trong đây giả sử tôi ghi đây là cái dòng 1. Ok. Khi ta làm mà nhìn kỹ á, cho nó vừa thêm được cái gì cho ta, chúng ta đó. Rồi ta thêm 3 dòng thôi cho bạn dễ hiểu, vậy là dòng 2, còn đây là dòng 3. Bạn thấy chưa? Là chúng ta đã đánh số tự là 1, 2, 3 nè, của dòng 1, dòng 2, dòng 3. Đó, số tự đó. Vậy là xong đó bạn. Giờ qua bên đây. Qua đây giờ trước tiên đó, giả sử như tôi cái nó hơi nhỏ bạn, nên tôi sẽ cố tình để cái body cho nó to lên bạn. Cái này là cái chữ đúng không? Nên tôi sẽ ghi là font size. Nhiều tăng lên là 40 pixel. Bạn thấy chưa? Nó ta làm cho nó to lên cho bạn dễ thấy thôi chứ không gì. Rồi tí hình như thế này tôi làm sai sai cái gì đó. Ok rồi, và bạn thấy chưa, là tôi tự tình làm cho bạn thấy là ta sẽ có 3 dòng, và 3 dòng nó được đánh số tự là 1, 2, 3. Tại sao vậy? Tại vì bên đây ta đang sử dụng cái thì chọn là OL, nghĩa là order line order list á, nghĩa là cái danh sách có thứ tự. Order là thứ tự. Rồi nếu chỗ này bạn để cái chữ UL là nó sẽ không thứ tự. Bây giờ không có tự là nó sẽ là dùng dấu chấm vậy thôi. Rồi quay lại cái vấn đề này là chúng ta muốn định dạng ở bên bên CSS mà. Rồi nên ta sẽ qua CSS nè, cái này đang là cái OL ha, có danh thứ tự. Rồi thì qua bên đây bạn sẽ để cái chữ OL. Rồi OL này trong đây bạn làm gì bạn? Trong đây chắc dòng này là cái dòng list ha, thì bạn để tiếp tục ở cái chữ list LI chứ. Rồi LI là sao ta? Là đây, trong đây bạn muốn làm gì là y ta? Thì dụ như là y ta coi đây nó làm gì. Rồi. Không, ta định dạng cái OL luôn bạn, định dạng cái tổng luôn. Không cần làm từng dòng đâu. Ta làm nguyên cái OL luôn. Rồi, trong cái OL này, hồi nãy chúng ta nói là cái cấu trúc ngữ pháp là gì bạn?
định dạng danh sách thì bạn ghi chữ list ha, ghi chữ list style đâu, list nè gạch cái style, list là danh sách, style là cái kiểu định dạng nó cái đầu tiếng Việt ta nghĩ thế nào ta ghi tiếng Anh chẳng gì là ra. Đây là định dạng danh sách list style rồi, đó là hai chấm, rồi chúng ta sẽ điền vô đúng ba tham số bên tay trái nè. Nó ví dụ như chúng ta sẽ điền theo đúng số tự thì cái thay đó bạn ghi cái chữ gì, decimal. Đây decimal là sẽ thứ tự 1, 2, 3 nè, nó thấy chưa, decimal là 1, 2, 3. Rồi sau đó là chúng ta cách khoảng cái ta tới cái gì bạn, position là vị trí. Vị trí thì chúng ta đã học rồi, nó có hai tự chọn thôi, một là inline, inside hoặc outside, đúng không, nhớ không, chỉ có hai tự chọn thôi, đây inside hoặc outside. Ví dụ như trường hợp tôi muốn cái đầu dòng nó là bên ngoài đi thì tôi sẽ chọn cái trường hợp outside. Rồi cuối cùng là trường hợp ảnh thì tôi để non, nghĩa là tôi không có dùng ảnh. Xong đó là xong, xong kết thúc rồi các bạn. Do cái này nó đang mặc định nó đang để số tự 1, 2, 3 nên bạn nhìn không có thấy gì, không có sự khác biệt đúng không. Ví dụ như giờ tôi sẽ đổi là cái gì, đổi thành một cái gì đi, ví dụ như là ABC đi ha. ABC thì nó cái từ nó là lower alpha ha, chữ cái là ghi là alpha, còn lower là viết thường, còn muốn cái chữ viết qua thì là cái chữ tiếng Anh là upper, upper alpha, rất là dễ đúng không. Rồi tôi sử dụng cái chỗ này, tôi sẽ đổi thành cái chữ là lower alpha đây, sau đó là cách khoảng, bạn thấy chưa, thì cái đầu dòng nó không còn là cái 1, 2, 3 nữa mà là ABC chữ thường, còn muốn chữ qua thì bạn sửa lại cái chữ này là upper alpha. Để xin lỗi, upper alpha. Rồi cái vị trí là outside ha. Cuối cùng là cái ảnh thì bạn để dưới non cũng được hoặc là bạn không để cũng được, tự động nó hiểu. Bạn thấy chưa, là tôi mới vừa làm cái việc mà chúng ta định dạng cái danh sách á theo dạng là có thứ tự 1, 2, 3 hoặc là ABC. Còn nếu không bạn muốn dạng dạng ký hiệu á, thì bạn sử dụng có ba loại ký hiệu, ký hiệu hình tròn là this đó, vậy thôi, thấy chưa, vậy thôi, ok ha. Hình tròn vuông gì đó tùy bạn muốn, hình vuông square. Rồi còn cái trường hợp mà bạn muốn không dùng những ký hiệu á, bạn muốn dùng là một cái bức ảnh thì bạn bỏ cái tùy chọn đầu đi, cái này đang là outside là bên ngoài, cái cuối nè bạn sẽ để url mẫu một đơn ra, chọn đường dẫn tới cái gì, đường dẫn tới cái ký hiệu của bạn, ký hiệu mà làm cái dấu đầu dòng á. Nè tại vì tôi chưa có tải cái gì về ta, rồi để tôi tải cái, tôi giữ sự như ký hiệu đầu dòng, tôi chèn thử hình con Pikachu thử coi, rồi tôi chấm sẹt đường dẫn đến cái file chúng ta, tôi chưa có chuẩn bị bạn ha, tôi chỉ có cái bức hình con Pikachu à, nên thôi chèn vô đây thử nó coi nó ra không, hình như là nó không ra bạn ơi, nó đại khái là bạn chèn cái đường dẫn tới cái hình gì đó vô đây, ok ha, để hình con Pikachu của tôi nè, rồi để tôi chèn thử một cái bức hình gì đó trên mạng vậy, tôi tải về thử, rồi tôi mới vừa tải một cái hình hình một cái dấu check á, đây tôi làm lại dấu chấm sẹt, rồi khi máy tính tôi mới tải về cái chữ check nè, đây một cái dấu đánh check, đánh dấu đây, ok, rồi sau nữa hình như có gì đó sai sai không ta, đây là cái dòng này rồi, ok rồi, rồi qua đây bạn thấy bạn biết sao nó sai không, ở đây mình thấy không có hiện cái màu đỏ này là anh ta biết cái dòng này đang có vấn đề, hoặc là bạn nhìn xuống dưới đây nó có cái hiệu chữ x nè, ghi một error errors là anh ta sẽ có một cái lỗi. Rồi thì ta kiểm tra lại là thứ nhất là gì, cái thai này nếu bạn bỏ trống tiếp tục tới đây là sai url, đây tôi làm lại ha, rồi url nó hoặc đơn ra cái đường dẫn đến cái bức ảnh của chúng ta là cái check này, rồi thấy chưa, xong đó, do cái này nó bự quá vậy bạn ơi, cái nội dung của chúng ta nó bự quá, đúng rồi, do những cái nhánh dấu check của chúng ta bạn nó bự quá, nó quá bự đi cho nên nó vậy đó, những cái dấu check mà tôi tải từ mạng về nó quá bự nên nó, đây tôi cố tình tôi phóng to thử coi nó bự như thế nào, đây là dòng một đó, đây một có cái dấu check một là do đây là dòng hai nè, do cái dấu check của tôi nó tôi tải về nó quá to rồi, nó đại khái là gì, đại khái là chúng ta vừa thực hiện cái việc mà vừa thực hiện cái việc mà chèn cái bức ảnh vô làm cái dấu đầu dòng các bạn.
thì nó sẽ vậy đó. Rồi ok ha, đại khái bạn hiểu ý tôi là hiểu hiểu cái cách tôi hướng dẫn của bạn là được rồi. À, khi mà ta sử dụng cái định dạng cho cái link sách đó, thì nó có sẽ có ba tham số. Thứ nhất là định dạng theo số ha, theo số bằng định dạng theo cái số thứ tự hoặc là ABC thì dùng cái này. Sau đó cái đến là outside và inside là cái vị trí. Cuối cùng là định dạng cái dấu đầu dòng bằng cái một cái bức ảnh trên cái ổ cứng chúng ta, trên máy tính chúng ta, image nè. Thì bạn sẽ đi dẫn nó bằng cái URL là cái đường dẫn đến cái file đó, cái tên file trên máy tính ta. Là xong. Ok ha, thì nó là dễ thôi. Rồi. Demo nè. Demo một cái chèn một cái bức ảnh. Ok. Rồi, tôi kết thúc cái video này bạn ha. Điều này cũng đơn giản là định dạng cái danh sách thôi. Và video sau chúng ta sẽ tới cái gì đây? Video sau chúng ta sẽ tới định dạng văn bản này, cái này tương đối là hay nè. Rồi ta kết thúc video này đi. Đó là Tú đang dẫn các bạn trên trang web là văn tú.com. Hẹn gặp lại các bạn.